Và sau đây là câu chuyện đời thường của tác giả Đàm Ngọc Tuyên đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 6 tháng 1 về đời sống xã hội Việt Nam đầy dẫy những bất công vô lý thời cộng sản. Mời quý vị cùng chia sẻ. Vì đâu nên đổi? Sáng nay mới tờ mờ đã dậy sớm đi chợ sau ngày 1 tháng 10 năm 2021, thời gian bị gọi là bình thường mới. Đi mua thịt heo giá rẻ, không cần phải đến chợ đầu mối Hóc Môn nữa, mà từ nhà thờ Lạc Quan chạy đến chỗ ngã tư Trung Chánh, có hàng chục quầy bán thịt, giá sỉ cũng như trong chợ đầu mối. Giờ này cư sĩ mua hai cái chân giò trước và sau, hơn 4kg chỉ có 220.000 đồng. Nói chung, những phần thịt heo trên thân thể có tên gọi khác cũng đều rẻ cả, ít nhất là 30-50%, nếu như khi qua thêm thương lái đến tay người tiêu dùng. Ví như thịt ba chỉ, mua qua thêm thương lái có giá tầm đến 90-110 ngàn. Vậy có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi vì đâu nên nổi thực phẩm Việt ngay trên đất Việt lại luôn có giá trên trời như thế không? Chẳng hạn như giá heo hơi hiện nay tại chuồng chỉ có 20-30 ngàn đồng. Rõ ràng chỉ cần xẻ thịt bán đồng giá 40-60 ngàn đồng thì con buôn đã có lợi nhuận lớn. Ấy vậy mà thịt bán ra vẫn cứ cao ngất ngưỡng. Không chỉ riêng thịt mà tất cả mặt hàng khác đều thế. Câu trả lời đầy đủ cho lý do này thì có nhiều, nhưng tự chung quan thiết là hàng hóa phải chịu bao thứ thuế phí, bến bãi và luật ngầm bất thành văn. Tất nhiên chúng ta cũng biết những ai sẽ thu tiền những khoản luật ngầm này. Có thể nói người nông dân chịu thiệt thòi nhất và thứ hai là người tiêu dùng. Trong khi đó, mức lương tối thiểu thì quá thấp, nên hẳn nhiên tầng lớp công nông cứ mãi nghèo bền vững. Mặt khác, một xã hội trọng kim tiền lấy vật chất làm thước đo giá trị con người, hệ quả tất yếu khiến con người ta cha đạp lên nhau mà sống. Nếu muốn có nhiều tiền, xã hội loạn lạc là điều không thể tránh khỏi. Và đâu đó, người ta gọi xã hội như vậy là thiên đường, nghèo mà bình yên. Như một cách bịp bợm có chủ đích để ru ngủ đời nhau. Thế thôi.